Xin kính chào tất cả quý bà con, một lần nữa đã đến với kênh Sách Quý Gia Truyền. Ngày hôm nay vào lúc buổi chiều khi con đang đi quay ở dưới chân ngọn núi Sạn, nơi mà sư Thích Minh Tuệ ngày trước ẩn tu, quý bà con chưa xem thì hãy vào xem nhé. Thì có một quý bà con khác gửi cho con một đoạn clip, cho rằng người ở trong clip này là sư phụ của sư Thích Minh Tuệ, thầy Thích Mặc Hạnh ở tu viện Chơn Như. Thưa quý bà con, thì thầy đã có những cái lời chỉ trích tới sư Thích Minh Tuệ, thầy cũng có một cái lý riêng của thầy. Không biết cái vụ việc này như thế nào mà nói tới tới mức là thầy Thích Minh Tuệ đã làm sai, đã làm xấu đi đạo Phật về chư tăng, thì quý bà con nó cũng rất là hoang mang, nên gửi đoạn clip lên cho con phát ra cho tất cả quý bà con xem để cùng có nhận định về như thế nào về sư phụ của sư Thích Minh Tuệ cái khoảng thời gian mà sư còn đang ở chùa nha quý bà con. Và bây giờ con sẽ mở lên rồi con và quý bà con cùng xem như thế nào nha. Rồi kế đến bây giờ hiện thời ở ngoài bây giờ xuất hiện thêm một cái ông mà cái ông thầy Minh Tuệ là đó, ông ở đây 5-6 tháng ở đây, ông sống không làm chủ được cái ăn ngủ độc cư của ông. Cho nên ông mới nói một câu là ông nói ông hư là cái ăn ngủ độc cư của trưởng lão không phù hợp với ông, sao ông nói đủ thứ liên thiên anh như thế này kia, ông thấy không được hay gì không phù hợp cho nên ông sống chịu đâu có nổi. Sư Thích Minh Tuệ sống và chịu không nổi khi ở trong chùa. Nếu như ở trong chùa quá khổ thì sư làm sao mà có thể tu khổ hạnh 13 hạnh Đầu Đà được? Và chủ trì nói là sư nó sư thầy Minh Tuệ nói liên thuyên. Cái hạnh độc cư ở đây ông không chịu nổi, dưới cái ngủ không chịu nổi, người ta gác quá không chịu nổi, rồi ông đi. Bây giờ ông đi ra ông lấy cái đạo cũng khôn thì ông mượn y áo, ông mượn y áo của Phật, ông làm giống như Phật vậy. Cái bắt đầu ông đi tới đầu làng xóm trên xóm dưới, ông đi vậy vừa có cơm ăn ngon mà vừa có người chinh phục ông, vừa có người cho ông Phật sống, mà tới cái ngủ cái độc cư chịu không nổi, khôn thiệt, đạo rất là khôn. Ông sư phụ này ông nói cái gì vậy trời? Ông Minh Tuệ này ông khôn thiệt. Rồi giờ có người dâng đồ ăn đồ uống cho ông được ăn ngon. Thầy Minh Tuệ làm như vậy để được ăn ngon? Không hiểu đang nói cái gì đấy. Đạo bằng 10 bằng trăm đầu của mấy ông sư thầy đại thừa. Đây là loại là Bà Đề Đạt Đa của cái thời mà Đức Phật còn lại đang phá trưởng lão. Khi mà trưởng lão dựng trở lại chánh pháp, tu chứng đạo dựng trở lại chánh pháp, nó trưởng lão chứng không chứng không màng. Nó trưởng lão chứng không chứng tốt đẹp. Tôi quý vị thấy đọc phá tấn trợn luôn, cái ông này tính ra là ông phá chánh pháp từ thời Đức Phật mà ông quay giờ tới bây giờ 2.700 năm trưởng lão tu chứng đạo như Phật dựng lên nền đạo đức này mà ông phá luôn. Sư Thích Minh Tuệ tu sai và phá chánh pháp, con thì không có rành tới như những mức như thế này thưa quý bà con, nhưng mà sư Thích Minh Tuệ mà tu sai tu phá chánh pháp, vậy sao có nhiều bổn đạo, có nhiều Phật tử già rồi, người ta đã mấy chục năm làm Phật tử rồi mà người ta vẫn đi theo cung kính? Ngoài ra còn có các thượng tọa, có các chủ trì những nơi mà sư đi qua, người ta cũng tới cung kính và trao đổi Phật pháp cùng với sư, vậy mà sao sư phụ của sư Thích Minh Tuệ lại nói là sư phá chánh pháp? Mời quý bà con xem tiếp nha. Nghe mà ông phá luôn Phật, phá luôn trưởng lão, mà trái lại trùng trong đông sư tử, kẻ mặc áo của tao là người, cả phá đạo của tao là người mặc áo của tao, là chính ông mượn y áo của Phật, ông làm giống như Phật vậy mà ông phá tấn thợ. Tại sao ông phá chỗ này? Ông mặc y áo đi thức thực cái hành là quý vị ta, cái bát người ta phải giống cái bát có cái nắp nó mới đúng, còn cái này cái bát của ổng là bằng cái nồi cơm điện là thấy nó sao, quay nghi đi cũng không thấy không đúng. Rồi bây giờ quý vị chỉ được có một cái là ông nó ăn bữa không giữ tiền bạc thì nghe nó hay rồi, thì đó là cũng là điều tốt rồi. Nhưng mà ngầm mục đích ông phải tạo như vậy để ông được là tất nhiên khỏi tu mà được người chiêm ngưỡng, ông lập Phật thành mình tính kỹ ghê được thấy. Sư Thích Minh Tuệ tính rất kỹ, tính kỹ ghê, giả y áo của Phật rồi không nhận tiền đồ. Vậy thầy Thích Minh Tuệ 6 năm nay thầy như thế nào? Đã 6 năm trôi qua thầy đã khất thực, độc hành và ẩn tu, đâu còn người đời biết tới, cũng không mấy khi ở những người ở những cái ngôi làng xung quanh núi Sạn còn không thấy thầy. Thầy nói là làm như vậy để dạng như là thầy Minh Tuệ đang làm những việc đó để thầy được nổi tiếng. Ý của vị sư phụ này là nói như vậy. Kế đến nữa là một cái điều ác nhất là ông là một người vong ân bội nghĩa, là ông ở tu viện dù gì đi nữa lúc cũng chưa gặp trưởng lão, nhưng 2000 dù cho là 2016 17 cũng gặp. Cái gì? Người vong ân bội nghĩa? Con chưa nói với quý bà con cái việc mà đúng sai thưa quý bà con. Trong cái chuyện này thì con cũng không biết, con chỉ là người xem clip giống như quý bà con thôi.
mà với một người trụ trì. À, con nhớ rồi, đối với những cái người mà đã tu mà nói chuyện như thế này á thì cần phải gặp thầy thầy Quang nha quý bà con. Yên tâm được chưa? Là đi từ giới luật là gì không? Lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi? Nhiếp tâm được chưa? Biết cái giới luật là gì không? Lời Phật dạy nó học được bao nhiêu cái rồi? Sửa được cái gì rồi? Con nghĩ là những cái lời này của thầy Quang là nói cho cái vị chủ trì này là con thấy thích hợp hơn quý bà con. Quý bà con có thấy đúng không? Nếu mà thấy đúng thì cứ để lại ở dưới phần bình luận nha quý bà con. Con thấy là kiểu như thầy đây là vẫn còn sân si á. Và bây giờ con mời quý bà con tiếp tục xem cái đoạn còn lại nha. Gặp về chỗ nơi đây của trưởng lão thành lập nơi tu hành, ông cũng từng học đọc nghe pháp ở đây ở 6 tháng ở đây. Vậy mà ông đi ra ngoài dông ăn bộ nghĩa, ông bác sạch hết. Ông nói trưởng lão chứng không chứng gì không mà chứng chứng không tốt gì ạ. Rồi ông cho là trưởng lão thế này thế kia, giáo pháp này không phù hợp, nói liên thiên lắm ha. Mà trong khi là ngài tu chứng dừng lại chánh pháp mà ông nói là ông bác sạch hết luôn trưởng lão luôn, rồi ông bác luôn trưởng lão luôn, rồi ông bác luôn giáo pháp chánh pháp của Phật Thích Ca luôn, là ông mượn y áo mà miệng ông niệm Di Đà, ông mượn y áo mà ông nói về pháp mê tín không, ông nói nào cõi trên cõi âm cõi dưới. Sư Thích Minh Tuệ nói về việc mê tín, nói về cõi trên cõi âm, mượn y áo và bác bỏ hết tất cả các chánh pháp sư rời khỏi chùa, thì ý của sư phụ là như vậy. Như vậy là có phải là mượn y áo để lòn pháp, mượn y áo của Phật để lòn pháp ngoại đạo diệt Phật giáo của mình, đó là thầy Minh Tuệ, là ông Minh Tuệ đúng không? Đó là một cái điều sai. Chính là thầy Minh Tuệ, và đó là cái câu cuối cùng mà người được cho là sư phụ của thầy Minh Tuệ đã phát ngôn, nhìn nhận và chia sẻ về câu chuyện của sư Minh Tuệ khi mà còn ở chùa. Thì thầy Thích Mặc Hạnh này trước giờ thì không ai biết thầy hết, và cái tịnh xá chân như này cũng được rất là nhiều quý bà con âm thầm ủng hộ và yêu thương. Sau khi mà thầy Thích Minh Tuệ nổi tiếng lên thì người ta rất là tôn trọng cái tịnh xá này, nhưng mà không biết vì sao vài ngày gần đây thì thầy Thích Mặc Hạnh đã có những cái phát ngôn như vậy, thì cũng không biết rằng có cái thế lực gì ở phía sau lưng hay không, hay là thầy đang làm đúng theo những cái gì ở trong Phật pháp thật sự, thì con thật sự không biết. Vì thầy này cũng mang tiếng là trụ trì và cũng có tiếng là từng là sư phụ của sư Thích Minh Tuệ, nhưng mà ngày xưa sư không tu được trong chùa. Quý bà con xem có phải là một phần là do cái môi trường tu ở trong chùa nó còn quá sân si nên là cuối cùng thầy mới ra ngoài không? Quý bà con nhìn nhận thử qua đoạn clip ngắn, đoạn đó là đoạn clip có cắt nhưng mà không có ghép nha quý bà con, cắt cái đoạn mà sư trụ trì này nói về thầy Minh Tuệ chứ không có ghép, nên là đừng có nói là cắt và ghép. Thì sau cái việc này con nghĩ cái tịnh xá chân như này cũng sẽ không còn được yêu quý như cái thời gian vừa qua. Nếu như vị trụ trì này im lặng thì mọi chuyện đã vô cùng tốt đẹp rồi, nhiều quý bá tánh cũng như là Phật tử sẽ âm thầm tới cái tịnh xá này để thể hiện cái lòng biết ơn vì ngày xưa thì Minh Tuệ cũng đã từng rời khỏi ngôi chùa này để đi ra ngoài. Nhưng mà sau khi có những cái phát ngôn này thì quá nhiều quý bà con bá tánh đã biết được cái lý do vì sao sư Thích Minh Tuệ lại đi ra khỏi chùa, đã mập mờ biết được cái lý do đó có phải là vì cái cách học tu như thế này không nên thầy không có thích hợp, hay là vì ở trong chùa mà vẫn còn đấu đá. Thật sự là con không biết thưa quý bà con. Đó thì chuyện nó xảy ra như vậy á, con thì vẫn chưa biết, giờ này con vẫn bận bịu, nhưng mà có nhiều quý bà con đã gửi qua Zalo cho con để thông báo những cái tin như thế này, và đây cũng là lần đầu tiên con xem luôn. Con không tin sư phụ từng là sư phụ của sư Thích Minh Tuệ hồi trước lại có những cái phát ngôn cũng như là những cái cách nói chuyện như vậy. Và chốt lại vấn đề thì sư phụ của sư Thích Minh Tuệ nói là sư đã bác bỏ hết mọi chánh pháp và đã làm sai hết so với đạo Phật, rồi không có kiểm soát được cái giờ ăn giấc ngủ của mình, lên nói liên thuyên, cuối cùng là không chịu nổi nữa mới rời khỏi chùa. Nhưng mà rời khỏi chùa mượn y áo của người thầy tu rồi đi hành khất, rồi đi khất thực để làm gì? Để quý bà con cho, không cần phải làm việc đi làm, để quý bà con cho đồ ăn ăn ngon. Nếu mà ai mà đã xem sư Minh Tuệ, thầy Minh Tuệ nhiều rồi thì quý bà con cũng biết thầy ăn ngon cái chỗ nào,
thì ăn ngon cái gì. Quý bà con bá tánh cúng dường rất là nhiều luôn, nhiều khi thầy ăn có một nắm cơm một chút xíu thôi, xong rồi thầy ăn thêm một quả cam nữa. Có một cái clip ghi lại rất là rõ, tại vì thầy nói cái lúc mà thầy ăn thì đừng có quay, nhưng mà có một cái clip hiếm hoi ghi lại cái cảnh đó. Thì đồ ăn ngon là đối với sư này là như thế nào, đối với sư sư phụ này là như thế nào, trong khi đó ở chùa một ngày sư có thể ăn bao nhiêu buổi, thầy thích đói là sư ăn, thích thì sư ngồi, không thích thì sư đứng. Còn sư Minh Tuệ thì đi cả ngày, khi nào ngồi mới được ăn, và ăn rất là ít, và ăn chỉ có một bữa, và ăn trước 12 giờ thì sư sướng chỗ nào. Và nói là sư có dạ tâm và muốn nổi tiếng. Nếu mà sư nổi tiếng vậy sau 6 năm qua sư không làm cái việc đó luôn đi, mà chờ tới lúc này. Và quý bà con cũng đã thấy có những cái clip mà sư Thích Minh Tuệ phải nói là lẩn tránh lẩn trốn luôn quý bà con. Dạ, các vị cứ ngồi ở dưới đó đi, ngồi xíu rồi đi, chưa mất công người ta nhìn bên, người ta thấy, người ta kéo lên nữa, rồi ảnh hưởng tới người khác. Thầy nói rất là nhiều lần mà như vậy, thầy muốn được yên tĩnh. Thật sự phải nói thầy là một người nổi tiếng không mong muốn luôn, không bao giờ mong muốn cái sự nổi tiếng, thật sự luôn. Con nghĩ như vậy quý bà con. Và ngày hôm nay sư phụ của sư Minh Tuệ lại có những cái phát ngôn như vậy, riêng cá nhân con cảm thấy rất là buồn, chứ con không có biết gì nhiều về cái lối ở chùa như vậy. Khi mà thầy chị này nói về những cái đạo pháp thầy Thích Minh Tuệ là sai, sai biết sai hoàn toàn, xấu, chỉ là mượn y á. Con nghe thì quan điểm cá nhân của con, quan điểm cá nhân thôi, cũng rất là bức xúc. Tại vì để giữ được 13 hạnh đầu đà và đi được tới ngày hôm nay, và để học, để tâm sáng, để có trí tuệ, thầy vẫn giữ cái điều đó. Thì đó là cái đức hạnh không thể nào hiếm có ở trên trần gian này, ở cái thời kỳ này thưa quý bà con. Vậy mà bị nói như vậy, con thấy cũng có rất là nhiều vấn đề bức xúc. Quý bà con cảm thấy như thế nào thì để lại ở dưới phần bình luận để con và quý bà con cùng trao đổi với thầy này. Và trong thời gian tới, nếu như vị sư phụ này, sư phụ Thích Mật Hạnh này, có thêm bất kỳ thông tin gì hay bất kỳ phát ngôn gì, con nghĩ là con sẽ theo thầy này để gửi tới cho quý bà con. Tại vì thầy này cũng đã làm chủ trì từ rất lâu rồi, cũng có địa vị, cũng có chức vị, chứ không phải là một người tầm thường. Cũng có những cái bài giảng pháp, nhưng mà thật sự là ít ai xem về thầy này. Cho tới bây giờ tự nhiên mới nổi tiếng như thế này nhờ sư Minh Tuệ. Theo cá nhân của con, sao sư Minh Tuệ được quá nhiều người, quá nhiều bá tánh kính phục, và có người còn tôn sư là Phật sống, có nhiều người quỳ lại. Nhưng mà con biết quỳ lại không phải là quỳ lại sư đâu, quỳ lại cái đức hạnh của sư, cái cách tu tập của sư. Thưa quý bà con biết điều đó. Nhưng mà sư phụ của thầy Minh Tuệ, thầy Mật Hạnh lại bác bỏ hết tất cả những cái niềm tin mà lâu nay quý bà con đã gửi tới cho thầy Minh Tuệ. Đó là cái đức hạnh của thầy. Thế đây là một điều rất là trái nghịch nhau quý bà con. Con nghĩ là chúng ta còn phải xem lại vấn đề này. Không biết là vị sư này có bị một cái thế lực nào ở phía sau bắt phải làm việc như thế này không? Con không biết. Chứ để mà tự nhiên phát ngôn như thế này, nếu như để cho mọi chuyện nó êm xuôi thì có nhiều người biết tới cái tịnh xá của ngài, và nhiều người tới cúng dường làm cho chùa càng ngày càng tốt đẹp hơn, làm cho cái tịnh xá càng ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng mà cuối cùng thầy lại không làm, để cho cái tu viện của thầy, cái tu viện tên là Chơn Như, bây giờ nổi tiếng lên một cách mà có vẻ như là với một ánh nhìn hơi xấu đó. Thưa quý bà con, trước mắt bà con thấy như vậy hơi xấu, thì quý bà con cảm nhận như thế nào để ở dưới phần bình luận. Còn bây giờ thì con xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, hẹn gặp lại quý bà con ở những clip sau.